Thưa quý vị, chương trình giảm nghèo luôn được coi là chương trình trọng tâm trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội của Lâm Đồng. Với vai trò và chức năng của mình, trong những năm qua, Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân ban hành các quyết định về hỗ trợ phát triển sản xuất đối với hộ nghèo, cận nghèo, gắn hỗ trợ sản xuất với thực tế đất đai, lao động, tay nghề của từng hộ nghèo. Việc bình xét nội dung mức hỗ trợ hàng năm cho từng hộ được bình xét từ các thôn có sự tham gia của hộ được hỗ trợ triển khai thực hiện theo hướng ngày càng công khai minh bạch, đẩy mạnh phân cấp trong tổ chức thực hiện đúng quy định. Theo chuẩn nghèo đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020, đến nay tổng số hộ nghèo của tỉnh là 15.906 hộ, chiếm tỷ lệ 5,19% dân số. Theo tỷ lệ này, tỉnh Lâm Đồng được xếp mức thấp hơn trung bình của cả nước và tỷ lệ hộ nghèo thấp nhất trong năm tỉnh Tây Nguyên. Dựa theo các tiêu chí bình xét hộ nghèo, cách đây 3 năm, gia đình chị Ca Kiêu ở thị trấn Thành Mỹ, huyện Đơn Dương được công nhận là hộ nghèo. Từ các chính sách hỗ trợ hộ nghèo của địa phương, gia đình chị Ca Kiêu được hỗ trợ một con bê giống để phát triển sản xuất, tăng thêm thu nhập. Đến nay, con bò giống phát triển sinh trưởng tốt và sinh được 2 chú bê con. Nhờ siêng năng trong lao động sản xuất đã giúp gia đình chị Ca Kiêu thoát nghèo được gần một năm nay. Bây giờ nhà nước cho như vậy thì tôi rất mừng. Và tôi không nghĩ là tôi không bán đâu, vì tôi nuôi thì cũng chưa ra cái gì. Mới để được 2 con đó, nó cũng chưa lớn lắm. Vì tôi nuôi đó là để tôi sau này tôi có tương lai. Vậy là tôi cũng cảm ơn bên nhà nước, bên chính quyền đã quan tâm gia đình tôi. Với tiêu chí đảm bảo tính chính xác, dân chủ, công khai và minh bạch trong việc rà soát và bình xét hộ nghèo, chính quyền địa phương, các ngành chức năng trong tỉnh đã tăng cường kiểm tra giám sát việc thực hiện một cách chặt chẽ. Đồng thời, tiến hành kiểm tra việc thực hiện chính sách giảm nghèo về hỗ trợ nhà ở, cấp thẻ bảo hiểm y tế, hỗ trợ phát triển sản xuất cho hộ nghèo trong tỉnh. Bên cạnh đó, hướng đến giảm nghèo bền vững, các ngành chức năng và chính quyền địa phương luôn xác định con người là nhân tố quyết định trong thực hiện chương trình giảm nghèo. Do đó, công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người nghèo trong hoạt động giảm nghèo, tự mình vượt lên xóa đói giảm nghèo được các địa phương chú trọng thực hiện. Qua công tác tuyên truyền vận động về giảm nghèo, nhận thức của nhân dân nói chung và người nghèo nói riêng đã được nâng lên rõ rệt, tạo được sự đồng thuận cao trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ giảm nghèo ở các cấp. Động viên các hộ nghèo vươn lên để xóa đói giảm nghèo, đẩy mạnh và nhân rộng các mô hình giảm nghèo hiệu quả tại các địa phương. Trên cơ sở là hộ nghèo mà chúng ta rà soát hàng năm thì phải đề ra những cái giải pháp để chúng ta đẩy mạnh giảm nghèo. Mà giảm nghèo ở đây thì chúng ta phải tập trung là giảm nghèo nhanh nhưng mà bền vững. Thì bên cạnh đó các cái giải pháp thì chúng ta hỗ trợ nhiều cái chính sách trực tiếp đối với hộ nghèo. Thì bên cạnh đó thì hàng năm thì huyện cũng là trích từ kinh phí của địa phương là có năm thì 1,5 tỷ, có năm là khoảng 1 tỷ là để hỗ trợ cho các cái hộ nghèo. Có thể nói là đối với cái công tác lĩnh vực xóa đói giảm nghèo của huyện Nam Rông ấy, thì sau khi thực hiện chỉ đạo của tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh thì về phía huyện ủy đã xây dựng các cái chương trình kế hoạch mục tiêu và đồng thời cũng ra cái nghị quyết để làm tốt cái công tác lãnh đạo, công tác tổ chức và vận động để nhân dân để thực hiện cái phát triển kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống và tiến tới là giảm những cái hộ nghèo, tỷ lệ hộ nghèo và đưa cái mức sống trung bình về mức khá. Và mục tiêu của Nam Rông thì một năm là phấn đấu giảm từ 5-7% và đến hết nhiệm kỳ thì đối với Nam Rông chúng tôi sẽ thực hiện xong cái công tác giảm nghèo. Hiện nay tổng số hộ nghèo của tỉnh Lâm Đồng là 15.906 hộ, chiếm tỷ lệ 5,19%. Trong đó hộ nghèo dân tộc thiểu số là trên 19.150 hộ, chiếm tỷ lệ 14,71%. Hộ cận nghèo là 16.461 hộ, chiếm tỷ lệ 5,37%. Trong đó, hộ cận nghèo đồng bào dân tộc thiểu số là 7.659 hộ, chiếm tỷ lệ 11,9%. Trong giai đoạn 2011-2015, tỉnh Lâm Đồng ngoài huyện Đam Rông được công nhận là huyện nghèo của cả nước. Tỉnh Lâm Đồng có 29 xã nghèo, 82 thôn nghèo. Ngành Lao động Thương binh Xã hội tỉnh Lâm Đồng đã chủ trì trên Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch giảm nghèo của tỉnh theo hướng phân cấp các nguồn vốn đầu tư cho các huyện xã, tổ chức thực hiện với tổng kinh phí 180 tỷ đồng.
Đến nay, toàn tỉnh chỉ còn 21 xã nghèo. Trong quá trình triển khai thực hiện chương trình giảm nghèo, do làm tốt ngay từ khâu tuyên truyền phổ biến, nhất là việc thực hiện nghiêm túc các quy định từ việc rà soát, bình xét hộ nghèo, hỗ trợ kịp thời đầy đủ các chính sách, chế độ cho người nghèo, hộ nghèo, triển khai dân chủ minh bạch các chính sách, dự án đầu tư. Nên trong những năm qua, việc thực hiện chương trình mục tiêu giảm nghèo của tỉnh không có sai sót, sai phạm đáng kể. Trong cái việc rà soát hộ nghèo cuối năm 2017, thì Sở Lao động Thương binh Xã hội đang chuẩn bị cái hướng dẫn về việc mà kiểm tra giám sát ở trong cái rà soát, phối hợp tốt với các mặt trận, các đoàn thể để đảm bảo cái việc thông tin công khai minh bạch các chủ nghèo. Cái thứ hai là tăng cường cái khâu giám sát, đảm bảo cái số một là cái khâu bình xét cái công khai, đó là bằng nhiều cái kênh giám sát trực tiếp phỏng vấn cán bộ xã thôn qua điện thoại hay là gặp gỡ trực tiếp người dân ở số địa điểm để mà làm cái việc mà bình xét hộ nghèo ngày càng thực chất, phản ánh đúng cái tình hình phát triển kinh tế của mỗi địa phương và mỗi cái hộ dân ở trong tỉnh ta. Đảm bảo tính công khai minh bạch trong rà soát hộ nghèo, đó là mục tiêu và nhiệm vụ thường xuyên của tỉnh Lâm Đồng trong mục tiêu giảm nghèo bền vững. Bởi qua kết quả rà soát không chỉ xác định được việc giảm nghèo hàng năm mà còn là cơ sở căn cứ để xây dựng các giải pháp chính sách phù hợp trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Không những vậy mà còn hướng đến đảm bảo quyền lợi, sự công bằng giữa các đối tượng trong thụ hưởng chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước, tạo được niềm tin trong nhân dân về các chính sách giảm nghèo.